Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Hiện tại thì Feang đang ở Mịch B các bác. Hôm nay Feang lại quay lại nhà em Xính một lần nữa. Vừa mới xong chỗ nhà ước thì hôm trước có một bác giấu tên ở nước ngoài, ở bên Mỹ. Bác ấy gửi số tiền 12 triệu cho em Hòa là 1,5 triệu. Còn số tiền còn lại là 10,5 triệu. Thì bác bảo là giúp cho Xính. Bác ấy mong muốn là mua một cái máy cày, máy bừa gì đấy. Bởi vì từ trước giờ bác mong muốn là mua cái máy để phát triển về nông nghiệp sau này. Hôm trước thì Feang cũng có lên chỗ Xính rồi, hỏi là xem là em muốn mua máy xay ngô hoặc là mua cái trang thiết bị gì đấy, hay là mua cái vật dụng gì khác đấy. Hoặc là bác ấy bảo là xem là cái máy cũ của em ấy, máy cày, máy bừa cũ có sử dụng được không, nếu mà sử dụng được thì có phải thay thế hết nhiều tiền không. Tí Feang sẽ hỏi đấy. Với cả hôm nay cũng lên để mà thực hiện một cái dự án nho nhỏ đấy, cũng hy vọng là thời gian tới nó thành công các bác. Chỗ này thì không thể đi ô tô nữa nên là sẽ đi xe máy đi. Xuống đâu chứ em? Đang xuống đến đây luôn. Thế hôm qua mấy giờ về nhà? Thùng xăm á? Chẳng biết đến trên kia ma nó trộn. Thùng xăm ở đâu? Thùng trên đồi ấy. Thùng trên đồi ấy, thế đi kiểu gì về? Cứ thế mà về. Sáng nay lại xuống đi vã. Nè. Thế hôm qua về... Có một cái thép gì với bé như kiểu cái to, cái sợi tóc tí chọc vào cái lốp thùng. Thế đi về hôm qua là có ấy không? Có đưa thức ăn cho vợ không? Có mà. Vợ bảo gì không? Không bảo đâu. Làm gì là tay chân kinh này? Cái keo nó dính cái tép nước này. Ừ. À em vừa làm tét nước đấy à? Ờ, vừa mới làm cái quầy các bạn. Ờ, có một bác giấu tên ở dưới Hà Nội gửi 4 triệu đấy. Đợt trước là 2 triệu để mua lưới B40, rào ao mới ở 2 triệu còn lại để mà làm tét nước. Tét nước là xong rồi đúng không? Xong rồi. Ao cũng xong rồi, nay nên xem lại. Nào đi, nên xem là tí nữa nghiên cứu từ giờ đến lúc lên xem là mua lại máy, cái máy xới đất đi. Mua mới hay là sửa hay là như nào nhé. Của em là bác ấy cho là còn là 10,5 triệu. Lên không tính. Ừ. Đoạn này không. Ngồi xe cùng em là ngồi xe cùng Hóa. Đây, anh ngồi xe này không? Đây, xin phép các bác một đoạn nhé, bởi vì đi từ đây nên đến đây là không cần phải mũ bảo hiểm. Sáng nay làm gì em? Hôm nay thời tiết Hà Giang nắng. Hôm nay nóng khủng khiếp. Chắc phải 30-40 độ. Mấy hôm trước thì mưa đá. Mấy trăm nóc nhà ở khu vực Yên Minh các bác là lợp bằng mái fibro xi măng ấy, nó bị vỡ. Nhà mẹ vợ em ở trên kia có làm sao không? Không sao. Từ ở dưới Mẫu Duệ cái thôi. Khu Mẫu Duệ bị nhiều đúng không? Đúng rồi. Giờ phải đi bộ các bác, nhưng mà măng đây mọc tua tua. Không biết bây giờ nó còn đắng nhỉ Hòa nhỉ? Không đắng mấy. Ừ. Đây này các bác, nhiều lắm. Là có cái đội bà con cử ra để mà bảo vệ rừng ấy. Mới có không là không có. Đây này. Nhiều lắm. Này mà để, nhưng mà những cái cây này thì đáng nhẽ là cũng phải đào đi thôi chứ để giữa đường này cũng không được. Mọc cây đấy không được. Thế à? Ờ, mấy nữa đi xe máy nó dính vào đây nữa này. Đây các bác, nhiều chưa? Cây này là bị xe máy nó chèn vào nên là không mọc được. Quá. Feang đăng cái video các bác. Đăng cái video bên nhà ước ấy. Cái video đấy tính ra các bác nào mà làm YouTube nhiều ấy, các bác nào có liên quan đến từ sale, từ khóa ấy, thì sẽ biết được. Nói chung là những anh em làm YouTube sẽ hiểu được là cái từ khóa để mà tìm kiếm trên các thanh công cụ như YouTube hoặc là Google. Đấy thì mọi người hay để những cái gọi là cái tít, cái tên ấy, để cho nó độc lạ mà dễ tìm được ấy.
Phèn có để tên là gà thì cũng 500 con thật, không nói dối các bác, bởi vì cứ nhà này mang đến nhà kia mang đến rất là nhiều. Đấy, mâm thì nhà ước thì là cũng gần 100 mâm. Đấy, 100 mâm bởi vì hôm trước thì là cái hôm qua đấy là cũng hơn 60 mâm, hôm nay nữa thì mời người làng nữa. Nên là cũng gần 100 mâm thì cộng tất vào thì cũng khoảng 100 mâm đấy. Đấy, Phèn để cái tít đây các bác bảo là Phèn là nói dối không phải. Nhưng mà những anh em, những bác nào làm YouTube rồi thì hoặc làm những cái từ liên quan tới sale từ khóa thì sẽ thấy. Rất là mong các bác bỏ qua cho Phèn. Đây măng rất là nhiều. Ngày hôm nay là mùng 1 các bác ạ, mùng 4, mùng 5 thì là cái bác Lương, cô Lương cùng với con trai của cô ấy đi ra Hà Giang, thì Phèn sẽ đón cô từ chỗ bến xe Hà Giang lên văn phòng du lịch và tiếp đó là đưa cô đi Minh Sơn. Đấy, và trong đấy là một cái chương trình là tặng 50 phần quà cho 50 hộ gia đình. 50 phần đấy là mỗi phần gồm có mì tôm này, mắm muối, mì chính này, trị giá 300.000 là 15 triệu cộng với cả mỗi một nhà thêm một cái phong bì 100.000 nữa là 5 triệu nữa là 20 triệu. Cô đã gửi cho Phèn 20 triệu cộng với cả là cô mới bảo là mua thêm mỗi nhà một hộp bánh nữa. Bởi vì trẻ nhà nào cũng có trẻ con ấy. Phèn đã sắp xếp hết rồi. Chỉ chờ mấy hôm nữa là cô ra là Phèn chờ là đưa cô đi thôi. Thì cũng đi một vòng Đồng Văn Mèo Vạc. Và cái dự án sắp tới là Phèn cũng sẽ đi thêm nữa lên vùng cao Đồng Văn Mèo Vạc, quay khám phá những cái độc lạ, những cái bí ẩn thêm, hay mong các bác xem. Còn lĩnh vực từ thiện, thiện nguyện thì Phèn vẫn làm, vẫn nhận rất là nhiều những cái món quà từ các bác. Đây sắp đến khu vực sơn trại gia trang của em Xính, mang cực kỳ nhiều các bác đây này. Nhiều lắm này. Này cầm cái cuốc đi đào từ kia về đây được rất là nhiều. Đây, cả cái khu rộng lớn này. Đấy, trang trại của em Xính này cũng mới có canh tác rồi các bác ạ, mới có phát nương này. Xong là để trồng cấy thôi, thì cũng hy vọng là thời gian gần nhất là khoảng một vài năm tới là những cái khu vực mà đất trống này là có thể là quy hoạch thành các khu chăn nuôi. Đấy. Thì Phèn cũng nghe các bác tư vấn rất là nhiều, là muốn làm được nó bền và lâu dài mà ý nghĩa thì nên có một team. Thì hiện tại là Phèn hôm nay đưa một anh nữa lên, thì anh ấy cũng là chuyên gia về nông nghiệp, cũng có đã phát triển rất là nhiều về các lĩnh vực là trồng cấy chăn nuôi, lên hỗ trợ cho Hòa, cho Xính. Thì cũng có phát triển thêm một kênh YouTube, nhưng mà tất cả Hòa với Xính với anh ấy là chung. Đấy là cái kênh đấy thì là làm hướng ra nội dung nước ngoài. Đấy, chủ đề là tất cả là nước ngoài thôi, là không có hướng Việt. Bởi vì cũng có một kênh Việt rồi, em Hòa em Xính là đang làm thì không có liên quan gì đến cái kênh kia. Còn cái kênh kia nữa thì ba anh em cùng làm. Đấy thì Phèn cũng là người động tạo động lực và định hướng cho thôi. Còn đâu ví dụ có kiếm được ra tiền doanh thu thì các bạn ấy tự chia nhau. Cũng mong là nó thành công. Và đặc biệt là anh ấy cũng là người có học nông nghiệp ra, nên anh cũng có cái gọi là kinh nghiệm, kỹ thuật về trồng cấy chăn nuôi. Đấy, phát triển. Như bây giờ là nhà Xính ngô này các bác này. Đấy. Hôm trước bác giấu tên bảo là mua phân để vun ngô ấy. Đấy, để trồng ngô, nhưng mà ở trên này mọi người là vừa mới cấy lên nó cao này. Đấy, bắt đầu là xới cỏ đi vun. Đấy, vun hết rồi. Đoạn này thì có một ít đã chưa vun, nhưng chỗ này là vun hết rồi này. Bác ở bên Mỹ thì có thể bác không biết, nhưng mà ở Việt Nam là cứ trồng lên khoảng 15-20 phân là bắt đầu mình xới cỏ đi, mình cho phân vào, vun vào. Và từ đấy đến bây giờ là từ bây giờ đến lúc mà thu hoạch là không làm gì nữa. Nên là bác bảo là mua thêm phân về thì chắc hiện tại là không cần. Đấy, đây vun hết rồi này. Phèn cũng có nói chuyện với bác là bây giờ có thể là cái máy cày đấy mà sử dụng được ấy, thì sử dụng cái máy cày đấy. Còn phần một phần tiền còn lại thì để giữ đấy mấy hôm nữa là vợ em ấy bị
mấy đứa vợ mà đau bụng, bị đau bụng mà sinh lở thì có tiền để mà đi ra bệnh viện để thăm khám, đưa đi đẻ. Đấy. Cũng mong là bác xem qua video thì bác sẽ hiểu hơn. Tính ra vụ ngô năm ngoái là không có ăn. Năm nay thì tạm thời là ngô tốt hơn này các bác. Đất ở trên đồi này là canh tác các bác. Cứ năm đầu, năm thứ hai thì tốt. Nhưng mà không cải tạo tốt đất là năm thứ ba, thứ tư này là không tốt nữa. Thế xem có quả bí lon nào. Chưa có à? Thêm nọ bò lấy đâu nha? Ở trên vườn này có à? Ừ. Đấy. Rộng bao la bát ngát các bác. Ở trên này rất là lắng. Hiện tại các bác xem video đang rất là lắng. Nhưng mà nó không bị nóng các bác ạ. Không, gió nó cứ thổi mát như có quạt điều hòa. Đây, vườn bí đây. Phèng cũng vừa lấy tí ít kẹo lên cho trẻ con này. Với cả tối hôm qua cũng lấy cho em xính mang về cho vợ rất là nhiều thức ăn này, không mang lên nữa, sợ không có tủ lạnh để. Dê đi ăn cỏ hết rồi. Ơ mấy con dê con này nó không đi à xính? Hai con đấy nó ở lại. Nó không đi à? Thế làm nào? Chào em nhá. Bó làm còn bao lâu nữa thì đẻ nhỉ? Hết tháng này à? Này kẹo bác để đây nhá. Để đây tí này, vào ăn nhá. Nó thà, đang vót đũa này à? Ờ, chịu khó vót vào. Tính là xính mà biết vót cái đũa này. Vót nhiều mà mang đi bán. Cái này em còn vót siêu chứ. Hả? Em còn vót siêu chứ, chẳng qua không có thời gian không rồi. Ờ, em làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ. Giống như ở đũa này, làm cặp bếp này. Nhưng mà bây giờ các bác cũng dùng. Ờ, anh Đồng này. Anh Đồng chỗ em sinh bị liệt đi. Là hay làm cặp bếp đi bán. Nhưng mà tháng 11 họ đun bếp lửa để vào chậu để sưởi lửa ấy. Mùa này thì mọi người là đang dùng bếp ga nhiều nha. Mùa này cho không họ không lấy đâu. Đây này. Cái này mà làm đẹp là bán được ấy. Cái này phải xử lý qua kiểu là dòng nước nghệ. Ừ, để cho nó đỡ bị cho vào làm bị mọt cho ném vào cho nước. Anh đi qua nhá. Ấy con gà này là như gà tre nhỉ? Gà rừng à? Đâu anh Dũng nghiên cứu đi, thấy khu này được không? Đó. Đấy anh nghiên cứu, đây là cái khu vực mà chuồng trại này, mình có thể thiết kế thêm chuồng trại. Đây ao kia. Ok, mấy cây tốt phết này. Ờ, mấy cây xoài này, mấy cây này những cái cây ăn quả đất, mình. Đất dưới này đất tốt phết này. Ờ, mấy cây ăn. Phân này đây sẵn rồi. Ừ, thì phân dê, phân giết có đầy đủ rồi. Bây giờ là làm nào quy hoạch cái khu nào cây ăn quả, cái khu vực nào cây ngắn ngày, rồi trồng cấy chăn nuôi. Em đang tính nuôi gà đen thêm ở đây. Đây thì quá thuận lợi luôn. Ở đây trên này nó cao ấy, nó không bị giao dịch thì làm một cái trại gà đen ở kia. Gà đen thì anh yên tâm là không có no đầu ra. Đầu ra từ đây Đồng Văn Mèo Vạc em quen nhiều lắm, toàn nhà hàng, khách sạn rồi. Ừ thì đấy, bây giờ thế mới bảo là cần đến con giống này. Có hai loại. Đây đi ngoài này, ao ngoài này anh. Đi xin ơi. Ngàn vịt nuôi ong này. Cái này là mới xính rồi. Mới đổ đất ra rồi à? Đấy, này phải đổ rộng ra nữa. Có thêm mặt bằng này. Để này hơi thấp đúng không? Đây bác giấu tên ở Hà Nội. Em xính em làm téc rồi đào rồi. Nhưng mỗi tội là để hơi thấp. Khỏe quá đào mạnh tay thấp luôn. Sao đào thấp này hả xính? Quá tay rồi. À, quá tay. Đào này hơi thấp thì nước nó lại chảy ngược lại. Để trên kia cao quá. Ừ, cao nó áp xuống được. Em thấp rồi thì không sao cả. Bởi vì mình không làm chính ở đây.
Em còn đâu cái tiêu rất dài mà mang vào vút để cắm cái que dùng ở đây mà. Đáng nhẽ phải để trên cao cho nó có áp suất. Mình dùng ở đây thôi. Không, vòng dây xuống chút cột ở chút cam kia được. Mai có thể sửa lại đi. Nước bé quá, nước không lên trên kia được. Hoặc là lấy cây to ấy. To mà em bê đá về xếp hết dưới này. Nhưng mà nó thấp quá, nó thấp hơn mặt bằng đây này. Không, em không dùng bếp ngoài này không. Bếp ngoài này em tút lửa đây được. Em đấu cái tiêu ô đỏ vào, cắm một cái que ở đây. Quan trọng là anh muốn là để cao đây này, xong em bắc một cái vòi sang đây. Đợt trước là có cả vòi để tắm mà. Ờ, nước mảnh thì cái này nó cao nhưng mà về nước yếu nó về sắp không được, mình để thấp thế. Xong là chỉ dùng, mình thả cái nước bé vào đây để dùng thôi. Hôm trước anh nghĩ em đào thấp thấp thôi, đào cao quá. Nước này bé bé. Xong là mấy cái cây này mang đi trồng được rồi. Có hai cây này đang yếu, em tút cái ni lông ra. Để này thấp quá. Cái mấy cái cây này mới thay lại đây à? Đúng rồi. Mấy cây tre thay lại. Cái này làm hơi thấp, không có sự giám sát của mấy anh em nên là xính tự biên tự diễn. Cái thùng ong này là xính tự đào hả? Tự làm đấy. Tự đóng à? Em tự đóng này. Thế nghề thuật toán không? Kiểu máy lào này. Đấy, chim bồ câu ấy, có hai con. Em còn đang cả tổ. Cũng làm tổ á? Để trứng đấy. Ở đây. Nếu mà hai đứa hai con mái sao? Một con trống có mái đấy. Chuồng này cũng tự làm đây. Cũng thế. Vá vá. Vá này. Đấy, mở rộng cái này ra nhìn nó có đường đi nhỉ, rộng. Anh. Đây là tí mái tôn không? Anh Dũng, đây cá này, đấy. Được cái này, ao này nước vào nước ra được. Hôm trước bác cho tiền, giấu tên cho tiền để làm cái lưới này này, tốt. Bây giờ là đảm bảo, mà hôm nọ có thêm mấy cái lằng nhằng ở trong này bây giờ giật hết đi rồi. Dọn hết vứt đi. Dọn hết vứt đi thì là... Nóng này con rắn chưa bắt cá đấy. Rắn ăn cá luôn. Nó vào nó bắt cá mà. Rắn ăn cá? Ừ. Lần đầu tiên anh thấy rắn ăn cá. Nó vào nó tắm này. Có mà cá nó ăn rắn thì có. Đây như này em nhỉ, be thêm mở rộng ra đẹp. Nhưng cái này anh nghĩ là chuồng này mình nâng lên để ấy đi. Đó. Mình dùng vào cái gì là mình mới nâng lên được. Bây giờ mình chưa dùng mình cứ để đấy. Làm hỏng đấy. Mình nâng lên đây hỏng đấy. Một tổ kia tít một, ngoài kia một tổ nữa. Tất cả bao nhiêu tổ này? Không đếm được. 5 tổ. Cái này cây khế này. Bao lâu lại tách tách đàn một lần? Em làm chúa xong rồi. Vài hôm nó là tách rồi. À thế à? À làm thùng là kia mới cái để chuẩn bị. Đúng rồi. Thêm ong hả? Nói chung là xính này cái gì cũng biết làm anh ạ. Vài hôm em còn đi bắt được về nó còn. Đến mùa đi bắt về. Đây đang bắt đầu mùa mật này nhỉ? Đúng rồi. Đang mùa mật này. Đang chưa, ở mùa mật ong rừng đấy. Đang vào mùa nó đang sinh sống mạnh thôi. Đúng rồi. Nó đang đẻ thôi. Ở bên này là rừng đây này. Mấy anh em hay đi rừng ở bên này anh. Đây dưới này có khe này có nước này, không hả Xính ơi? Xính. Đang không tìm được cái trống. Cái măng này là hổ làm cái trống. Nước vậy. Ngày mùa này là mùa này là mùa bắt đầu mùa nước rồi nhỉ? Đúng rồi, chuẩn bị mua nước rồi. Nó về đầy luôn cái hai cái tiêu ô này mà. Một tiêu ô ở dưới này nữa. Không, anh nghĩ là với cái lực như này thì nó vẫn áp lên được kia đấy. Để lên cao. Nó vẫn lên được mà. Nó lên được. Nhưng mà nó lên kia lâu nó không lên được nữa. Vài hôm nó tụt đấy, nước nó tụt đấy. Chỉ sao nó đọng ở dưới thấp này nhiều thì nó sẽ tụt thôi. Mình làm nuôi chim bồ câu nhiều trên này có sợ bị bắn không? Bắt không? Bồ câu thì nó ăn nhiều lắm. À. Bồ câu nó phải lấy bồ câu phát. Bồ câu to. Bồ câu phát nó mới đạt được hiệu quả. Đúng rồi, bồ câu nó cũng ăn nhiều nhỉ. Bồ câu nó ăn nhiều. Nó ăn kiểu ăn phá rồi. Ăn còn ăn vảy lung tung không như gà. Ờ. Đấy, có tí chuyên gia khác hẳn coi. Anh em chỉ có nuôi ít thôi. Con gà ta thì con gà đen thì con to màu to màu này thì không có. Có ít. Đợt trước là định đi mua một con gà màu to bằng gần bàn tay nhỉ? Ờ. Phải không? Đúng rồi. Để làm giống.
Gà đen xì xì luôn. Vài hôm em đi lấy mà. Đây là cả cái khu này anh này, rộng này, đây này này, tít dưới kia nữa. Cái khe này có nước không hả Xính? Có chứ. Đấy, khe này có nước này. Nhưng mà chẳng qua là nó ít quá không đủ để làm thủy điện thôi. Nếu mà nó không đủ đâu, mà nó mưa qua một lượt xong là nó chỉ đầy hai cái ống này thôi. Nó không có nhiều lắm. Ở trong này có cái thác chứ gì? Em đã đi vào. Có một cái thác ở đấy. To không? To. Cao ngay, luôn. Ngay dưới này à? Ừ. Cái hủm ở trong này mà. Nhưng mùa quanh năm không? Hay là chỉ một mùa đó? Quanh năm ngày tháng luôn. Cái nước này giống để về. Trong này về. Cách đây sao? 200 m. 200 m thì ngay gần đây thôi mà. Thế thì mình sẽ làm một cái điện nước được không? Không được đâu. Nó thấp quá. Nó thấp, không phải nó thấp mà nước nó ít quá, nó chỉ gì thôi, mình hứng hết vào ống đây về rồi. À, thế thì không phải là thác. Thế làm gì phải thác đâu. Thác thì phải nước nó chảy bằng ống đồng này, nó to rồi. Như thế là mít mán quá. Lên tận thượng nguồn chưa? Lên tít trên cao kìa. Không có đâu mà. Mùa trên cao kia có một cái em bắt luôn cái tiêu bé này. Nhưng mà chuẩn bị đi săn ong được rồi. Mùa này đang săn ong, Xính bắt ong này nhạy lắm. Chuột chiếc là con nào chạy qua là mất, nó nhìn thấy phát hôm sau mất luôn, mang về luôn. Có mỗi mấy con gà rừng là hôm nay hôm qua không bắt được à? Nó còn đang gáy ở kia. Nó dưới gáy, gáy dưới kia. Cây này cây vải à? Đúng rồi, cây vải. Đất đây tốt đấy, anh thấy đất đây tốt đấy. Thứ hai là mình trồng gần một chuồng trại này nó có phân do và tốt. Đấy bây giờ anh lên xong cùng mấy anh em xem là cấy trồng cái gì. Thế đâu Xính ơi, còn cái chỗ ấy nào, đường hình đó nữa, cái bó, bàn với chồng chị hôm trước có một bác giấu tên là cho tiền để mua máy cày ấy, cái này này, nhưng mà cái đấy nó vẫn dùng được đúng không? Mà cái kia nó ra khói, nó chỉ chịu được tầm khoảng nửa năm nữa thôi mà. Bây giờ là 10 triệu 500 nghìn đấy, em muốn là mua đồ về để thay, hay là em muốn là mua cái mới. Nếu mà mua cái mới là bây giờ hết sạch luôn đúng không? Hết tiền luôn đúng không? Đúng rồi. Đây đang ngồi đây bàn với vợ, chạy đi đi. Đấy. Giò hết dầu đây rồi. Ôi giời. Cái này hôm nọ xem rồi. Không. Cái này chỉ cho anh tỉ mỉ hiểu luôn. Đâu? Cái này nó hỏng rồi. Hỏng cái gioăng này rồi. Em thay rồi, bảo anh ra thay cho rồi, nhưng mà hỏng, vẫn cứ hỏng. Về có bằng đấy tiền đấy, bác ấy, thực ra là bác ấy muốn giúp là từ lâu lắm rồi ấy, nhưng mà bác ấy chưa biết gửi cho ai rồi. Chảy dầu ở trong này từ đâu ra nữa, em đã thay nguyên cục này rồi. Thế mất, bây giờ... Mất 4 triệu cơ mà. Thế sao hôm trước em bảo là cái máy nó vẫn còn dùng được? Nó vẫn dùng được, nhưng mà chẳng qua chẳng biết nó hỏng, nó hỏng lúc nào không biết thôi. Chẳng biết nó hỏng hở cái gioăng này không, nó bây giờ nó chảy dầu, nó hỏng cả cái hơi này rồi. Em thế thay cục nữa mà. Bây giờ là giữ cái máy này hay mua máy mới? Nếu mà mua máy mới thì nó sẽ hết sạch tiền luôn. Mua giống cái này thì đủ tiền. Còn mua cái to hơn là không đủ đâu. Không lấy đâu, cái máy này bây giờ không dùng rồi. Em bảo không thích cái máy này rồi. Nó lái mệt quá. Làm sao cái này to thích hơn cái máy nào? Người. Máy ngồi á? Mà... Máy ngồi bao nhiêu tiền? 75 triệu. cái máy chạy bằng máy xích như là máy cuốc kìa. Em cái máy đấy, cái máy đó. Máy nó phải phù hợp với địa hình nữa cơ. Không, cái máy cái bé bé nó dốc nó cũng trèo được. Không, người ta quảng cáo thế thôi. Em xem đi gieo người ta quảng cáo thế thôi về thực tế. Bây giờ chỉ có 10 triệu 500 nghìn thôi, mua một cái máy như này thì có khi bao tiền? Có phải bù không? Không, cái máy mới như thế này là không bù đâu. Là bao nhiêu? Chắc chỉ có dưới khoảng 8 triệu thôi. Ờ đấy. Em mua một cái mới hay là mua đồ về sửa cái này? Nhưng mà cái này nếu mà đảm bảo thì sửa, không được đảm bảo thì thôi. Thay quả hơi. À, thay cái gió này. Thế là thay hay là mua một cái mới? Nếu mà đủ tiền thì mua một cái mới luôn. Mua đúng tháng này. Bây giờ cái
này mà sửa thì mỗi lần sửa cũng đi vài triệu đấy. Cái này bởi vì nó to, nó hỏng là nó hỏng mất nhiều đồ ấy. Nhưng mà mỗi mùa dùng em dùng nguyên em nguyên đây thôi đúng không? Đúng rồi. Lúc trước dùng trong kia đấy nó hỏng nhiều. Anh già mang đi xong là nó mang đi vừa dùng là kiểu nó chẳng biết kiểu gì ấy. Đấy, nó lái thì nó khỏe thì nó cái lái vấn... cho chảy lắm mà. Cái vấn đề ở đây là bác ấy chỉ muốn giúp mua để máy công cụ lao động thôi. Đấy. Và bây giờ nếu mà mua máy mới thì cũng chỉ vứt nguyên một chỗ này bắt đầu là tận đến mùa ngô mới dùng đúng không? À, mua cái kia. Cái... bây giờ mua mới về để đấy à? Tao đi ra chỗ vợ đâu. Đi ra chỗ đất nắng. Cây được cả nước đấy chứ. Cây nước như vậy. Ý là bây giờ là trồng cấy rồi xong hết rồi đúng không? Ờ. Thế bây giờ mua về thì cũng không ấy được đâu đúng không? Đúng rồi. Thì cũng để đấy đúng không? À, thế quyết định như nào rồi? Mua là cái tay lái vào. Và mua cái doang ở đằng sau đó. Mua cái gió. Là xong. Thế bây giờ là... Mua hết tất cả cái bộ tay phanh. Bây giờ cần những cái gì để mà cái máy nó đảm bảo ấy, để sử dụng cái con đảm bảo không? Nó không có phanh mà. Không phanh. Nó thế... chỉ có số thôi mà. Nó còn đúng cái phanh hai cái cặp lồng thôi. Thế quyết định là bây giờ là ấy nhá. Mua đồ về thay đúng không? Nhưng mà em có thay được không? Đấy. Hay là được phải mà. Cái này nó toàn ở bên ngoài hết rồi. Được rồi, thế thì mai hoặc ngày kia hay ngày mai luôn được, ngày kia cũng được. Đấy, xuống hôm mua. Hôm nào anh rảnh thì xuống lấy. Ờ, lấy về xong là bỏ ra để sửa, xong bảo dưỡng, xong là tra dầu, tra nhớt vào, xong là cất gọn, bịt kín lại. Bây giờ là không có cày bừa gì ở đâu đúng không? Một thời gian đó, ngô chín là bắt đầu bừa ruộng thôi. Ngô chín thì chắc phải mấy tháng nữa chứ? Đúng rồi. 3-4 tháng nữa, 4-5 tháng. Nhưng mà thế là ngô tông đấy là cày nương cái ngô tông. Bây giờ là mình phải canh tác là nó nhiều lắm. Phải hai vụ. Đúng rồi. Chứ bây giờ là cứ một nửa năm xong rồi một nửa năm còn lại để mà đất nó nghỉ, nó chẳng làm gì đâu, nó lãng phí. Nó cứng rơ đấy, đi làm mất thời gian với lại mệt lắm. Là bây giờ mình cứ phải cày sới lên đúng thì rồi. Nó mới đấy được đúng không? Đúng thế rồi. Là bây giờ đảm bảo là máy vẫn bây giờ chỉ thay những cái kia là vẫn dùng ngon đúng không? Vâng. Và cái việc là em thay được nó, đúng không? Thay được. Nó trừ mà nó hỏng hơi thì bút đi. Hỏng hơi là mang đi thở cái nó sửa, nó nhiều tiền thì vút đi thôi. Đấy để báo cái cho bác thay một lần rồi. Bác giấu tên ở bên nước ngoài biết là đấy, em mới bảo là bây giờ máy của em thì cũng còn sử dụng được nên thay tất cả các bộ phận là hỏng. Bây giờ phải mua cái tay đúng tay của nó. Cái tay em đi xin về nó mà nó bán 6 củ này. Nó đắt tiền quá không, em không mua nên mua cái tay cái về nó bởi vì nó cứ bốc đầu. Tại cái tay cái nó ngắn đấy. Nha, bây giờ là mua thiết bị để về thay cái kia là một. Vâng. Thứ hai là hôm nào vợ đi đẻ thì hết bao nhiêu tiền anh đưa cho. Số còn lại thì xem là có nuôi thêm lợn gà gì không. Để tiền thôi, khi nào và hôm nó dốc vợ đẻ mới có tiền đi viện ấy. Ừ, đấy, và báo cáo với bác giấu tên ở bên nước ngoài là đây cái hôm trước bác cũng bảo với Phèng Phèng ấy, cho cũng xem mấy cái hình ở trên mạng ấy. Mấy cái kênh YouTube người ta cũng quay máy nhặt hàng bãi hàng thải người ta bán ấy, nhưng mà thực sự là nó lại không có tem kiểm định, về mua về nó hỏng hóc là không biết sửa chữa như nào. Cái kia nó kiểu nó chỉ yếu thôi thì nó vẫn còn chạy được thì nó yếu thôi thì mình mang về có dùng được đâu. Mình đấy biết đâu. Nên là nếu mà mua thì phải mua cái mới chứ không mua cái cũ. Thứ hai là nó cũng không phù hợp với địa hình. Mấy cái máy ngồi địa hình đồi núi là nó dốc là không được. Đấy là vừa lên đây thống nhất bác cũng vừa gọi điện cho Phèng. Phèng nhắn tin cho bác. Bác là lên xem là tình hình như nào, giải quyết nốt vấn đề. Đây, ngày hôm nay là thống nhất được là sửa cái máy cày này. Đấy, xong là số tiền còn lại để cho bó hôm nào đi đẻ. Còn số tiền còn lại là bao nhiêu tiền ấy, thì sẽ giúp xem là có thể là làm gì được thì làm nhé. Đấy, video này của Phèng Phèng cũng một buổi chiều lên trên lán nhà xính. Cũng đang có cái dự án, cũng có cái mong muốn là phát triển được nó thành công. Đấy. Thì là kênh YouTube thì rất là mong các bác ủng hộ cho em để có trang trải được mắm muối mì chính, đồ dùng. Lò tí thôi. Tía. Cái gì? Tía con dê. Hả? Con dê mò ra kia. Đâu? Bồ đề kia. Giờ này nó đã về rồi á? Có một thằng cái nó về ấy. Ừ. Thằng cái nó muốn về mò ăn ngô. Đấy nhá, cũng thông báo với các bác biết thế.
Thế là cũng thông báo là xính thế, video của Feng cũng ngắn ngắn thôi. Cũng rất là cảm ơn các bác đã xem video của Feng. Ngày mai ngày kia thì Feng sẽ đi vùng cao và đặc biệt là chờ cô Lương ở trong ở Đồng Nai sao các bác. Đấy, bác ra thì Feng sẽ đi cùng bác ấy, quay chia sẻ với các bác. Rất là mong các bác ủng hộ cho Feng. Cũng mong các bác là theo dõi thời gian tới có sự thay đổi theo cái hướng phát triển bền vững hơn. Đấy, và cũng có quy mô hơn, và cũng mong là kênh YouTube mới của các cả mọi người là phát triển. Anh cũng không biết được là dự án nó có thành công hay không, đấy là do mọi người nhá. Nên anh chỉ biết là định hướng cho thôi. Kể cả kênh này cũng thế, kênh xính một chân này cũng thế. Kênh này là có được hay không là bọn em, chứ anh không có can thiệp gì cả. Nó được đến mức độ như nào là do là sự cố gắng của bọn em. Nên bọn em phải cố gắng. Đấy, thì cũng chỉ biết thế thôi. Giờ Feng xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở video tiếp theo trên kênh của Feng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Cháu xin cảm ơn tất cả các bác nha. Cháu xin cảm ơn chú giấu tên rất là nhiều. Chúc chú giấu tên thật nhiều mạnh khỏe.